Hồ Lê xin chào các bạn, lại là mình đây, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ok, như các bạn đã biết thì ở video trước đó mình đã vẽ nhân vật Tần Thủy Hoàng trong Record of Nagarok rồi, nên hôm nay mình sẽ vẽ đối thủ của ổng nhé các bạn. Bây giờ các bạn thử đoán xem tên nhân vật này là gì nào. Mình sẽ không tiết lộ mà nói cho các bạn biết, nhân vật này tên là Hades, một vị thần cai quản âm phủ đâu, nên các bạn cứ từ từ đoán nhé. Ok, còn bây giờ thì mình chúc các bạn xem video vui vẻ nhé.
Video rồi thì phải ha ha. Như mọi khi, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like hoặc một chia sẻ hoặc một đăng ký kênh để ủng hộ những video trong tương lai của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.